Sáng nay, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, ông Nguyễn Tấn Quý chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2024 và đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 6 tháng đầu năm, khu vực kinh tế tập thể, phấn đấu cùng các thành phần kinh tế khác thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, có 12 hợp tác xã được thành lập mới. Đến nay toàn tỉnh có 322 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân với hơn 42.000 thành viên, năm liên hiệp hợp tác xã với 19 thành viên và 1.256 tổ hợp tác với hơn 17.000 thành viên nhìn chung các mô hình hợp tác xã thường xuyên được củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh chất lượng hiệu quả được nâng lên bên cạnh những kết quả đã đạt được khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã của tỉnh chưa thật sự cân đối hài hòa giữa các ngành lĩnh vực số lượng tổ hợp tác hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã chỉ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả kinh doanh chưa cao nhiều hợp tác xã chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi chưa chú trọng xây dựng liên kết chuỗi giá trị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh những thuận lợi khó khăn, dướng mắt và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tấn Quý nhấn mạnh, để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, tập trung vào 8 nhóm chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế tập thể được cụ thể hóa tại chương trình hành động số 25 CTRTU của tỉnh ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, ra soát kiện toàn thành viên ban chỉ đạo